Bản tin bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Trước trận sinh tử Việt Nam UEA, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UEA cảnh báo đội nhà gặp tuyển Việt Nam như chung kết. Chủ tịch Rasim Bin Hamai yêu cầu các tuyển thủ UEA tập trung khi chạm trán Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 ngày 15 tháng 6 tới đây. Tuyển UEA hiện đang có tương lai đầy hứa hẹn. Tôi lạc quan về những gì đội tuyển đã thể hiện. Tuy nhiên trong trận quyết định sắp tới với đội tuyển Việt Nam, chúng ta không được tự tin quá mức. Đối đầu tuyển Việt Nam mang tính chất như chung kết. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UEA, ông Rashid Bin Hamai phát biểu. Tuyển UEA đang phô diễn sức mạnh ấn tượng ở bảng G, vòng loại thứ hai World Cup. Họ lần lượt đè bẹp Malaysia 4-0, Thái Lan 3-1 và Indonesia 5-0. Trận cuối thầy trò huấn luyện viên Beth Van Marwijk phải thắng tuyển Việt Nam để dẫn đầu, qua đó giành suất trực tiếp vào vòng loại thứ ba. UEA đã chơi đẹp mắt trước Indonesia để giành điểm số thứ 15 ở bảng G. Hiện chúng ta còn kém tuyển Việt Nam 2 điểm. Những gì UEA thể hiện trước Indonesia khiến cổ động viên UEA phải tự hào nói rằng đây là đội tuyển của chúng ta, ông Rashid nhấn mạnh. Huấn luyện viên Van Marwijk cũng đánh giá rất cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Ông cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo thay đổi chiến thuật của đội tuyển Việt Nam, do đó UEA cần nghiên cứu và tập luyện thật kỹ. Tuyển Việt Nam và Thái Lan là hai đối thủ khó nhất ở bảng đấu. Việt Nam đã chơi với hệ thống mới. Chúng tôi biết điều đó, UEA cũng từng đối đầu Việt Nam trong trận lượt đi và lần này sẽ yêu cầu các cầu thủ chuẩn bị kỹ hơn. Ali Marcot là cảm hứng trong những trận thắng của UEA. Sau 5 trận ra sân, chân sút hay nhất lịch sử UEA ghi đến 10 bàn ở vòng loại World Cup. Ali chia sẻ về tuyển Việt Nam, chúng tôi đã sẵn sàng cho mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam. Qua 3 trận, UEA đã có những bài học và sự tập trung cho trận đấu. Chúng tôi cần cẩn trọng ở trận cuối đối đầu Việt Nam. Tại bảng G, Việt Nam đang dẫn đầu với 17 điểm sau 7 trận đấu. UEA xếp thứ nhì với 2 điểm ít hơn. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần thêm ít nhất 1 điểm, trong khi đó UEA phải thắng. Tuy đánh bại Indonesia đến 5 bàn không gỡ, nhưng nhà cầm quân người Hà Lan Van Marwijk vẫn tỏ ra không hài lòng khi cho rằng các học trò có thời điểm không tập trung, cũng như các cầu thủ còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn. Theo ông, điều đó là không được phép xảy ra trước trận gặp Việt Nam, bởi đây là đội bóng thuộc nhóm mạnh nhất. Trước trận đối đầu Việt Nam, nhà cầm quân người Hà Lan Van Marwijk chia sẻ, rất khó khăn khi đối đầu tuyển Việt Nam. Thuyền trưởng tuyển UEA Beth Van Marwijk cho rằng, tuyển Việt Nam và Thái Lan là hai đối thủ khó nhất ở bảng đấu. Việt Nam đã chơi với hệ thống mới, chúng tôi biết điều đó. UEA cũng từng đối đầu Việt Nam trong trận lượt đi, và lần này sẽ yêu cầu các cầu thủ chuẩn bị kỹ hơn. Rất khó khăn khi đối đầu tuyển Việt Nam. Họ đã giành kết quả rất tốt trong những trận đấu gần đây. Tất nhiên toàn đội UEA phải biết làm thế nào khi chạm trán đối thủ này. Thuyền trưởng tuyển UEA đã nhấn mạnh như vậy. Trang The National News chỉ ra sự lạnh lùng của các cầu thủ Việt Nam trong hai trận thắng trước Indo và Malaysia. Do đó UEA cần duy trì tập trung để không ôm hận trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong khi đó thì FIFA dự đoán tuyển Việt Nam và UEA đấu trận sinh tử. Trang chủ FIFA dự đoán trận chung kết bảng G tuyển Việt Nam đối đầu UEA hứa hẹn rất kịch tính, hấp dẫn và đây là trận đấu sinh tử. Hành trình của Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của FIFA cũng như AFC. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giữ thành tích bất bại sau 6 lượt trận, chỉ để thủng lưới 2 bàn và đang dẫn đầu bảng. Cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 của Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên Quang Hải và đồng đội phải có kết quả tốt trong trận chung kết bảng G với chủ nhà UEA ngày 15 tháng 6 tới đây. Cụ thể Việt Nam cần thêm một điểm trở lên để giành ngôi nhất bảng, lấy vé trực tiếp vào vòng loại cuối cùng của World Cup. Trang Twitter của FIFA viết, kết quả cuối cùng của bảng G chỉ được định đoạt ở trận Việt Nam và UEA lượt cuối cùng. Đó là trận cầu sinh tử với cả hai. Trong khi đó, ở bài viết trên trang chủ FIFA cũng nhận định cuộc đua tranh vé đi tiếp giữa Việt Nam và UEA gay cấn đến những phút cuối cùng. Và đây cũng là cuộc đua hấp dẫn nhất ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Một trong những cuộc đua gay cấn nhất ở vòng loại World Cup nằm ở bảng G, nơi mà đội đầu bảng Việt Nam 17 điểm và UEA 15 điểm đang bám đuổi nhau nghẹt thở. Tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng 2-1 trước Malaysia nhờ quả phạt đền quyết định của Ngọc Hải. Trong khi đó UEA của huấn luyện viên Beth Van Marwijk đã vượt qua Indonesia với tỷ số 5-0. Một cuộc chiến nảy lửa giữa hai đội bóng báo hiệu cái kết hay cho vòng loại thứ hai World Cup 2022. Dù khẳng định cơ hội chia đều cho hai đội nhưng FIFA cũng tỏ ra đánh giá UEA cao hơn
khi sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc. Trang sổ FIFA viết, UEFA đang sở hữu bộ đôi tiền đạo đáng sợ. Fabio de Lima đã ghi 23 bàn thắng trong 21 trận gần đây. Ali Marcot ghi 25 bàn thắng trong 15 trận gần đây nhất cho đội tuyển quốc gia, trong đó anh đã ghi tới 5 hat-trick. Trong khi đó, AFC cũng đã có những lời khen ngợi màn thể hiện của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở hai trận thắng vừa qua. Tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh tuyệt vời trong trận đấu căng thẳng. Họ đã giành thêm 3 điểm để duy trì khoảng cách 2 điểm với đội xếp sau là UEFA. Quế Ngọc Hải là ngôi sao sáng nhất của Việt Nam trong trận thắng Malaysia. Tài chỉ huy hàng thủ của trung vệ này đã giúp Việt Nam ngăn chặn tốt những đợt tấn công của Malaysia. Bản thân Ngọc Hải cũng có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho những chiến binh sao vàng. Trong khi thầy Park Hang-seo của Việt Nam cho rằng Việt Nam sẽ giữ được chiến thuật để thắng UEFA. Thầy Park Hang-seo nói tiếp, tôi đã xem UEFA đá với Malaysia và cũng đã đối mặt với họ ở trận lượt đi. UEFA là đối thủ rất mạnh, Việt Nam đang dẫn đầu bảng, nhưng thể lực và kỹ thuật của các cầu thủ UEFA là hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, tôi dự tính là đội Việt Nam sẽ giữ được chiến thuật để thắng trận này. Đồng nghiệp nể phục cách dụng binh của thầy Park Hang-seo. Huấn luyện Park Hang-seo đã gây bất ngờ với đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia. Ông thầy người Hàn Quốc đã cho thấy mình đúng đắn như thế nào việc sử dụng con người trên sân. Tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Malaysia tại bảng G vòng loại World Cup. Dù có bàn thắng dẫn trước từ sớm và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có được niềm vui chiến thắng bằng bàn ấn định chiến thắng ở phút 82 trên chấm 11m của Ngọc Hải. Dù giành chiến thắng có phần thoát tim, các chuyên gia vẫn đánh giá rất cao lối chơi của tuyển Việt Nam cũng như tài điều binh khiển tướng của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc. Trước trận đấu được dự báo là khó khăn với Malaysia, rất nhiều người đã dự đoán về đội hình ra sân khi thiếu vắng Quang Hải và Tuấn Anh. So với trận gặp Indonesia, tuyển Việt Nam có 4 sự thay đổi với đội hình xuất phát, trong đó Công Phượng, Văn Hậu, Hoàng Đức và Trọng Hoàng đá chính. Văn Hậu đá chính và Hồng Duy được nghỉ ngơi sau trận đấu mất nhiều sức lực với Indonesia là điều khá dễ hiểu. Tuy nhiên, thầy Bắc đã cất Văn Thanh, cầu thủ chơi rất hay ở trận đấu trước. Hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai cũng được xem là người khỏe nhất đội, lại vắng mặt là điều khá bất ngờ. Nói về cách bố trí con người của thầy Bắc, huấn luyện viên Trần Minh Chiến đã phải thốt lên. Tôi nể cách dùng người của thầy Bắc. Nếu không phải Park Hang-seo, ít nhà cầm quân nào dám cất Hồng Duy và Văn Thanh trên băng ghế dự bị sau khi họ tỏa sáng ở trận thắng Indonesia 4 sao. Thay thế cho hai cái tên kể trên là Văn Hậu và Trọng Hoàng. Bên cạnh đó, thầy Bắc còn xếp Hoàng Đức đá tiền vệ trung tâm, chứ không phải cầu thủ có khả năng tranh chấp như Nguyễn Đức Huy. Ông ấy quả là cao tay, khiến đối phương khó bắt bài hay nghiên cứu nhân sự của Việt Nam. Ở trận đấu này, người hâm mộ còn chứng kiến khoảnh khắc thiên tài với quyết định làm thay đổi trận đấu của thầy Bắc. Đầu tiên là đưa Văn Thanh vào thay Công Phượng để đá tiền đạo. Sau đó tuyển Việt Nam bị gỡ hòa, Văn Toàn và cả Đức Trinh lập tức được tung vào sân. Sự nhanh nhẹn của tiền đạo thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai trong hoàn cảnh cầu thủ đội bạn đã thấm mệt lập tức phát huy tác dụng. Văn Toàn phối hợp với Văn Thanh mang về quả 11m. Quế Ngọc Hải thực hiện thành công mang về bàn thắng quyết định. Vẫn biết Việt Nam có chiều sâu về đội hình, nhưng trong thời khắc quyết định, cách dụng binh linh hoạt và táo bạo của thầy Park Hang-seo mới là mấu chốt để xoay chuyển cục diện trận đấu. Cùng với đó thì báo Hàn Quốc cũng hết lời ca ngợi phép thuật của thầy Park Hang-seo. Với tình thế hiện tại của bảng G và các bảng đấu khác, tuyển Việt Nam đang có cơ hội cực lớn để đi tiếp, lọt vào vòng loại World Cup giai đoạn cuối lần đầu tiên trong lịch sử. Chính vì thành tích đặc biệt này, thầy Park Hang-seo đã được các tờ báo ở quê nhà Hàn Quốc hết lời ca ngợi. Trong đó, tờ Osen nổi bật nhất với dòng tít phép thuật Park Hang-seo giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 2-1. Trong bài, phóng viên Liên Hoan viết, một lần nữa phép thuật Park Hang-seo lại tỏa sáng. Một thành tích huyền thoại nữa đang đến với bóng đá Việt Nam. Với 17 điểm sau 7 lượt trận, 5 thắng 2 hòa, Việt Nam chỉ cần hòa UEFA trong trận đấu cuối cùng là có vé vào vòng loại cuối cùng lịch sử. Tờ này cũng tường thuật chi tiết trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, qua đó phân tích dấu ấn của thầy Park Hang-seo, đặc biệt tung Đức Trinh và Văn Toàn vào sân ở cuối hiệp 2. Chỉ 3 phút sau khi vào sân, Văn Toàn đã kiếm được quả phạt đền giúp Việt Nam giành chiến thắng kịch tính. Bài báo của Osen được trang tin nổi tiếng Naver Sport dẫn lời. Bàn thắng trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia cũng lọt vào danh sách các tin được xem nhiều nhất trong ngày, cho thấy người hâm mộ Hàn Quốc rất quan tâm đến thầy Park Hang-seo cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Tiếp theo, bóng đá Việt Nam vị thế lá cờ đầu Đông Nam Á. Ngay cả khi thầy trò huấn luyện Park Hang-seo chưa chắc chắn có tấm vé vào vòng loại cuối cùng của World Cup, chúng ta vẫn có thể khẳng định những chiến binh sao vàng đang đứng trên đỉnh cao nhất tại Đông Nam Á nếu nhìn vào những gì mà đội tuyển đã thể hiện trong suốt thời gian qua. Trước hết, nếu nhìn từ góc độ đội tuyển Việt Nam, sự tiến bộ của các học trò thầy Park Hang-seo là điều ai cũng có thể nhận thấy. Điều đó đã có thêm một lần được chứng minh trong trận thắng Indonesia 4-0, khi hầu hết các cầu thủ đều cho thấy họ đang ở độ chín cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. Đối phó với một Indonesia sẵn sàng dùng tiểu xảo và thậm chí chơi rắn quá mức cần thiết, các học trò của thầy Park Hang-seo đã giữ được sự tỉnh táo, bình tĩnh để tiếp tục triển khai lối đá kỹ thuật và hiệu quả. Cái cách mà đội tuyển Việt Nam thể hiện hoàn toàn trên cơ đối thủ cho thấy rõ sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội. Ông Shin Tae-jong của Indonesia được đánh giá cao hơn thầy Park Hang-seo ở Hàn Quốc, nhưng rõ ràng trong cuộc đọ sức giữa hai người, Indonesia của ông Shin Tae-jong đã không cho thấy họ xứng đáng là đối thủ với Việt Nam của thầy Park Hang-seo. Indonesia thật sự không có biện pháp gì để đối phó với Việt Nam. Lối đá rắn của Indo là một lựa chọn rất thủ công để ngăn cản một đối thủ vượt trội hoàn toàn về kỹ chiến thuật và tư duy chơi bóng. Ngay cả yếu tố thể lực, điều mà Indonesia với nòng cốt là các cầu thủ U22 được đánh giá rất cao cũng không đem đến lợi thế cho đội bóng này. Sau hiệp đấu đầu tiên liên tục phải đuổi theo bóng trong những pha đập nhà bài bản của đội tuyển Việt Nam, phần lớn các cầu thủ Indonesia đã xuống sức thấy rõ trong hiệp 2 và dẫn đến tình trạng vỡ trận của đội bóng này. Nhìn đội tuyển Việt Nam thi đấu, chúng ta có thể nhận thấy tư thế cởi trên của các học trò thầy Park Hang-seo. Họ hoàn toàn làm chủ trận đấu, chủ động giảm tốc độ cuộc chơi và triển khai những chiến thuật đã được tập luyện kỹ càng, cực kỳ thoải mái. Đó chính là hình ảnh mà người hâm mộ Việt Nam muốn thấy ở đội bóng đang đứng đầu Đông Nam Á. Nhìn vào kết quả của các đội bóng Đông Nam Á khác cùng tham dự vòng loại World Cup, chúng ta càng thấy được sự vượt trội của Việt Nam trong khu vực ở thời điểm này. Malaysia và Thái Lan, những đội nằm cùng bảng G với Việt Nam, đều bại trận trước UE với những tỷ số cách biệt. Tất nhiên, cũng cần phải nói rằng UE là đội rất mạnh với nhiều sự bổ sung chất lượng từ các cầu thủ nhập tịch và có lợi thế sân nhà. Mặc dù vậy, cách thua của Malaysia và Thái Lan cũng cho thấy những đội bóng này đang tụt lùi so với chính họ ở thời gian trước đây. Bất chấp những nỗ lực cải thiện đội bóng từ hai nhà cầm quân Tân Chen Hoa và Akira Nishino. Ở các bảng đấu khác, Myanmar, Philippines, Singapore và Campuchia đều chỉ là các đội không được đánh giá cao, thậm chí cam phận lót đường. Họ đã phải nhận những trận thua vỡ mặt. Singapore thua Uzbekistan 0-5, Campuchia thua Iran 0-14, còn Myanmar thua Nhật Bản 0-10. Đây là những tỷ số cho thấy Đông Nam Á vẫn là vùng trũng của bóng đá châu Á, ngoại trừ Việt Nam. Nên nhớ rằng tuyển Việt Nam từng đối đầu với các đại diện hàng đầu châu lục ở ASEAN hay là Asian Cup, và dù có thất bại cũng tạo ra rất nhiều khó khăn cho những đội bóng đó. Nếu như việc vô địch SEA Games, AFF Cup hay có vị trí cao nhất khu vực trên bảng xếp hạng FIFA cũng chưa nói lên hết sự vượt trội của Việt Nam ở Đông Nam Á, thì với hệ quy chiếu là những màn trình diễn cấp châu lục, thầy trò Park Hang-seo đang chứng tỏ họ đang đứng ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với những người hàng xóm của mình. Nếu đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, thầy trò Park Hang-seo đã đuổi kịp thành tích mà Thái Lan đã làm được ở vòng loại World Cup 2018. Thái Lan khi đó là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt vào vòng loại cuối cùng của châu Á. Thành tích của những chú voi chiến là rất đáng thất vọng khi họ không thắng nổi trận nào, hòa 2 thua 8 và đứng bét bảng đấu của mình. Cuối cùng, những kịch bản để Việt Nam đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Cơ hội lọt vào vòng loại dành cho 12 đội mạnh nhất của thầy trò huấn luyện Park Hang-seo là khá lớn. Hiện tại Việt Nam đang đứng đầu bảng G, hơn đội xếp sau là UE 2 điểm. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt trận quyết định ngôi nhất bảng vào lúc 23:45 ngày 15 tháng 6 tới đây. Chỉ cần không thua trước UE, Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng chung cuộc. Ngay cả khi thua UE, tuyển Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp theo diện 5 đội nhì có thành tích tốt nhất. Trên bảng xếp hạng những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sau khi đã trừ đi số điểm có được từ đội cuối bảng, Oman đang dẫn đầu với 12 điểm, đứng sau đó là Trung Quốc, Lê Bang cùng 10 điểm, Uzbekistan, UE và Iran cùng 9 điểm. Đứng hai vị trí cuối cùng là Jordani 8 điểm và Kyrgyzstan 4 điểm. Vẫn chưa có chắc chắn đội nhì bảng nào sẽ đi tiếp, đội nào sẽ bị loại. Tuyển Việt Nam lúc này đang có 17 điểm. Nếu trừ hai trận thắng với đội cuối bảng là Indonesia, tuyển Việt Nam vẫn còn 11 điểm.
Điểm số này có thể đảm bảo cho thầy chó Park Hang-seo một suất đi tiếp dù rơi xuống vị trí thứ hai. Bởi ở lượt đấu cuối cùng, đa phần các đội nhì bảng hiện tại sẽ gặp đội dẫn đầu bảng. Cơ hội thắng trận của họ là không cao. Trung Quốc sẽ đối đầu Syria, Jordani gặp Australia. Iran sẽ chạm trán Iraq trong trận đấu một mất một còn. Uzbekistan cũng sẽ có trận đấu sinh tử với Ả Rập Saudi. Lebanon cũng sẽ đối đầu Hàn Quốc ngay trên sân đối thủ. Đến thời điểm này, bốn đội tuyển đã chính thức vượt qua vòng loại thứ hai để đi tiếp vào vòng loại thứ ba của World Cup, gồm có Syria nhất bảng A, Australia nhất bảng B, Nhật Bản nhất bảng F và Hàn Quốc nhất bảng H. Tổng cộng 8 đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội nhì có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé đi tiếp. Do Qatar là chủ nhà đã nhất bảng E nên suất của họ sẽ trao cho đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5. Như vậy là với trận thắng nghẹt thở trước Malaysia, Việt Nam một lần nữa khẳng định vững vàng sức mạnh và ngôi vị số 1 Đông Nam Á trong kỷ nguyên huấn luyện viên Park Hang-seo. Việt Nam duy trì thành tích bất bại trước tất cả các đối thủ trong khu vực ở mọi cấp độ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng trở thành đại diện duy nhất của khu vực có khả năng bước tiếp vào vòng loại thứ 3 khi lần lượt Philippines, Indonesia, Thái Lan và Malaysia chấp nhận dừng bước. Dù mất gần 2 năm không được thi đấu đỉnh cao cấp độ đội tuyển, các cầu thủ Việt Nam vẫn cho thấy sức mạnh vững vàng và tinh thần tập trung cao độ ở sân chơi quốc tế. Sức mạnh ấy đến từ dàn cầu thủ có chất lượng đồng đều, chiến thuật hợp lý và cách bố trí nhân sự linh hoạt của thầy Park Hang-seo. Ngay cả khi nhiều cầu thủ trụ cột dính chấn thương hay không thể ra sân, tuyển Việt Nam vẫn có những phương án thay thế chất lượng, đảm bảo chiến thuật và đóng góp vào lối chơi chung. Bên cạnh đó, ý chí và quyết tâm lăn xả cũng là nền tảng tinh thần tạo nên sức mạnh tập thể, ngay cả khi đội tuyển rơi vào những giây phút khó khăn nhất. Điều đó được thể hiện rõ khi tuyển Việt Nam bị Malaysia gỡ hòa 1-1, nhưng cả đội nhanh chóng sốc lại tinh thần để củng cố mặt trận tấn công. Đến nỗi AFC phải thốt lên rằng, có một Việt Nam không nản lòng và kiên cường. Thầy Park Hang-seo ca ngợi cầu thủ Việt Nam sau chiến thắng trước Malaysia tại vòng loại World Cup, còn ông Tân Chen Hoa thì than thở, đội nhà gặp xui xẻo, thiếu may mắn. Đó là dòng tít trên website của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC khi ghi nhận phát biểu của hai nhà cầm quân. Sự kiên cường của Việt Nam đã giúp họ vượt qua Malaysia bằng chiến thắng đầy mệt mỏi để xây chắc ngôi đầu bảng G. Với 17 điểm hơn đội chủ nhà UEA 2 điểm trước khi hai đội đối đầu nhau ở lượt trận cuối cùng, Việt Nam chỉ cần tránh thất bại là giành vé trực tiếp vào vòng loại cuối cùng của World Cup. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói sau trận đấu, nếu chiến thắng này có thể đưa Việt Nam vào vòng loại cuối cùng ở World Cup, tôi sẽ rất tự hào. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, họ đã chiến đấu đến tận giây cuối cùng. AFC tiếp tục, đó quả thực là một chiến thắng nhọc nhằn của Việt Nam sau khi vươn lên dẫn trước nhờ công của Tiến Linh ở phút 27. Việt Nam phải đối mặt với sự chống trả khi Malaysia cố gắng hết sức để cứu vãn chiến dịch World Cup của họ. Đội bóng của huấn viên Tân Chen Hoa gỡ hòa nhờ quả 11m của De Paula ở phút 72, nhưng một Việt Nam không nản lòng đã ấn định chiến thắng nhờ quả phạt đền của đội trưởng Ngọc Hải 9 phút trước khi trận đấu kết thúc. Trong khi đó, ông Tân Chen Hoa của Malaysia cho biết may mắn đã bỏ rơi đội bóng của ông trong trận cầu sinh tử buộc phải thắng. Ông Tân nói, các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức, nhưng phải nói rằng chúng tôi không gặp may trong ngày hôm nay. Chúng tôi đã có những cơ hội tuyệt vời giữa hai bàn thắng của Việt Nam, nhưng chúng tôi chỉ có thể chuyển hóa thành một bàn thắng. Điều đó là khá đáng tiếc. Thất bại của Malaysia đồng nghĩa giấc mơ tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup của họ đã chính thức kết thúc. Tuy nhiên, ông Tân Chen Hoa khẳng định Malaysia sẽ cố gắng giành vé dự Asian Cup 2023 ở Trung Quốc. Ông Tân nói thêm, ưu tiên của Malaysia bây giờ là đánh bại Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup. Chúng tôi cũng muốn giành một suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Và chia sẻ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.